Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một clip về ẩm thực đó nha các bạn. Hiện tại bây giờ trước mặt mình ở đây mình đang có một cục thịt bò nha, khá là bự. Bữa nay mình và cameraman sẽ làm món bò nướng phô mai nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không nướng theo một cách bình thường. Nếu mà bắt bếp lửa lên nướng cục bò thì nó quá bình thường rồi, không có gì cho các bạn xem hết. Hôm nay mình sẽ nướng chính cái miếng bò này bằng cái bô xe nha các bạn. Bây giờ thì chưa biết là nướng trên bô xe nó sẽ như thế nào, nó có thành công hay không, miếng thịt có chín không. Cái cục bự như vậy mà không chín như thì nó uổng lắm nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp cục thịt bò này trước đi. Rồi mình bắt đầu mình làm và xem kết quả nó như thế nào. Chứ ngồi nói không thì tới mai nó cũng chưa xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp cục thịt bò này nha. Đầu tiên là mình sẽ cho tương ớt trước nha các bạn. Kế đến là một ít đường. Tiếp theo là muối. Nêm. Một chiếu bột ngọt. Cùng là thêm một ít tiêu nha, cho nó có vị cay nồng. Sau khi cho tất cả nguyên liệu vào xong, bây giờ thì mình sẽ massage cho miếng bò này nha các bạn. Để cho nguyên liệu nó thấm vào cái miếng bò, thịt bò của mình. Cái này là mình ướp theo cái sở thích của mình nha các bạn, không có theo sách vở hay công thức nào hết, mình tự ăn mình tự ướp nha. Bây giờ cái miếng bò của mình đã thấm gia vị rồi nha các bạn, mình sẽ để nó qua với bạn. Tiếp theo là sẽ để phô mai phía trên lên phía trên miếng bò nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ rắc phô mai lên nha các bạn. Sau khi cho phô mai lên miếng thịt bò, bây giờ là mình sẽ tiến hành đóng gói cục thịt này lại nha các bạn. Sau khi đóng gói cục thịt bò thì mình được một cái miếng hình dạng như thế này nha các bạn. Vậy mình cũng thấy là nó cũng chắc chắn rồi, nhưng mà thôi để an toàn nha, vậy với lại vệ sinh thì mình sẽ đóng thêm một lớp nữa cho nó kín cái miếng thịt lại nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cột cái cục thịt bò này vào cái bô xe nha các bạn. Rồi mình đã cột cứng cái cục thịt bò của mình rồi nha các bạn. Bây giờ sẽ dắt xe ra và chạy một vòng nha, cột cho nó chắc lại, để em thôi mà chạy một vòng lát hồi về còn có cái bô không là trưa nay cũng đói luôn nha các bạn. Bây giờ ở ngoài cũng là gần 12 giờ trưa, nắng quá trời luôn rồi. Thì các bạn nếu mà thương mình, thích cái video này thì các bạn nhớ like ủng hộ mình nha. Bây giờ mình chuẩn bị dắt xe ra và mình đi đây. Mình đang dừng lại uống một ly nước mía nha bạn. Nãy giờ chạy ngoài đường khát nước quá. Đó, cái máy xe thì vẫn đang nổ nha, để cho cái miếng thịt nó được nóng nha. Không thôi tắt máy cái nó không nóng, cái nó hư miếng thịt nữa là thôi te luôn rồi. Rồi bây giờ chắc uống xong hết ly nước mía này thì mình sẽ chạy đi tiếp nha. Bây giờ mình rờ thử vô miếng thịt thì mình nghe cũng có hơi ấm ấm rồi nha các bạn. Chắc chạy một hồi nữa thì có thể nó sẽ chín nha. Bây giờ chỉ cầu mong là trời đừng có mưa thôi. Mưa là thôi cúi hẻo. Xong ly nước mía rồi, bây giờ mình bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình nha các bạn. Mình có xin cô một ít nước lọc để vừa đi đường vừa uống nha. Rồi bây giờ tiếp tục đi thôi. Let's go. Sau khoảng gần 3 tiếng đồng hồ chạy ngoài đường thì mình đã về nhà rồi nha các bạn. Đây cái cục thịt của mình đây, mình đã tháo ra mình đem lên đây luôn rồi. Bây giờ thì mình rờ ở ngoài mình thấy nó ấm ấm thôi, thấy cái mùi là thấy chắc tập rồi quá. Mà thôi để mở ra coi thử nha các bạn. Giờ để mình mở ra xem thử cái cục thịt bên trong nó chín chưa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thử cái miếng cái bạc ra nha các bạn. Thank you.
mình đã chốt cái cục thịt ra rồi nha các bạn. Đây, nãy giờ chạy mấy tiếng đồng hồ, nó chỉ là hơi tái ở bên ngoài thôi, cái này là chắc chắn là chưa chín rồi. Thôi bây giờ thì cũng đã tạt rồi, mình sẽ xuống mình bật bếp lên để mình làm cái miếng thịt này nha, rồi mình sẽ mời các bạn cùng ăn trưa với mình nha. Giờ ăn xế luôn rồi chứ ăn trưa gì nữa, tạt buồn. Rồi các bạn đợi mình xíu nha. A few moments later. Bây giờ thì miếng thịt bò mới thật sự là chín ăn được nha các bạn. Này mình áp qua chảo rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra ăn thử nha, coi cái vị như thế nào. Đây, chín hết luôn rồi nha các bạn. Thông thường á, mình là mình thích ăn hơi tái một tí, nhưng mà cái này làm cho cameraman ăn chung nữa, cameraman ăn tái không được nên thôi mình làm chín luôn nha. Chứ mình nếu mà mình làm mình ăn á thì nó sẽ hơi tái. Rồi mời các bạn thử một miếng bò nướng phô mai với mình nha. Cái miếng thịt bò này mà các bạn, của mình thì mình mua cái loại bò này nó mềm, không dai lắm, có một ít mỡ nữa, rồi ăn nó đã ghê lắm. Với lại nãy mình có ướp gia vị rồi nên nó vừa ăn. Giờ thử một miếng phô mai nha. Phô mai nè, đã chưa, chắc hơi đẹp. Rồi mời bạn thử miếng phô mai này với mình nha. Phô mai thì nó dài dài, mà béo à, mà nó quá trời béo. Nói chung là vừa ăn rồi nha các bạn, ăn cơm là hết bài luôn. Ok rồi, clip ngày hôm nay như vậy tới đây cũng kết thúc nha các bạn. Cái phần này thì mình sẽ cùng cameraman chiến tiếp nha. Hôm nay thì mình làm món bò nướng phô mai với cái cách là nướng bằng bô xe, kết quả là mình đã bị tập rồi nha các bạn. Đây là một kết quả cũng hơi bị buồn. Có thể là do cái miếng thịt bò của mình nó dày, nó lớn quá các bạn. Với lại cái theo mình thấy hồi nãy á, mình nên để ốp cái miếng bò ngang với lại cái miếng kim loại thì chắc có lẽ nó sẽ nóng hơn. Cái đó thì theo mình thì có thể là nếu mà tôm thì có thể là chín rồi, miếng bò thì dày quá nên chín không được nha. Với lại chắc là mình cũng chạy hồi nãy cũng 2 tiếng mấy 3 tiếng thì cũng hơi ít. Nếu lần sau mình có làm lại chắc mình chạy 1 ngày 1 đêm luôn nha các bạn, chạy 6 ngày 6 đêm luôn, thứ gì mà nó không chín được. Cái đó thì hơi hao xăng tí thôi. Rồi các bạn nếu xem hết clip này cảm thấy thương mình thì các bạn like ủng hộ mình với nha. Hồi nãy mình có kêu bạn like rồi, kêu lại lần thứ hai rồi đó, like ủng hộ tinh thần mình đi để lần sau mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm lại nha. Lần sau mình hứa với các bạn là sẽ thành công. Rồi bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình thì các bạn có thể ấn vào cái nút đăng ký cũng giống như cái chuông bên cạnh để các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip tiếp theo nha. Nút đăng ký là miễn phí nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Và các bạn có những cái món ăn nào độc lạ hoặc là những trò chơi nào thú vị thì các bạn comment ở dưới giúp team mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.